xét đánh cháy tiệm làm đẹp ở Thái Nguyên. Sau tiếng xét chói tai, tiệm cắt tóc, làm đẹp một tầng, một tung ở ngã tư Gia Sàng, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên bốc cháy. Khoảng 20 giờ ngày 8 tháng 6, một tia xét kèm tiếng nổ lớn đánh xuống tiệm cắt tóc, làm đẹp, khiến phần mái quây bằng tôn bốc cháy. Lúc này trong nhà không có người, một phần đồ đạc được người dân xung quanh di chuyển ra ngoài. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh Thái Nguyên điều xe chuyên dụng và nhiều chiến sĩ tới hiện trường dập lửa. Vụ hỏa hoạn nhanh chóng được khống chế. Lãnh đạo phường ra Sàng cho biết khu vực thành phố Thái Nguyên có mưa lớn từ chiều tối, sấm sét tập trung nhiều nhất vào khoảng 20 giờ. Theo Trung tâm Mạng lưới Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời điểm 20 giờ có hơn 1.100 tia sét trên bầu trời miền Bắc, trong đó hơn 660 tia đánh xuống mặt đất. Ngày 5 tháng 6, một người phụ nữ 30 tuổi, trú tại Thanh Trì, Hà Nội, khi đang cắt rau ngoài ruộng đã bị xét đánh. Thời điểm đó, Tổng cục Khí tượng Thủy Văn cho biết có hơn 7.000 tia xét đã đánh xuống mặt đất tại Hà Nội. Sau khi bị xét đánh với tia lửa điện rất mạnh, bệnh nhân may mắn được cứu sống nhưng các chuyên gia vẫn cần thêm thời gian để đánh giá kỹ hơn những tổn thương sâu có thể xảy ra. Bác sĩ Lưu Công Chính, trưởng phòng quản lý chất lượng, Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp, Hà Nội, cho biết nữ bệnh nhân N.H.T. 30 tuổi, trú tại xã Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội, bị xét đánh đã hồi tỉnh sau 2 ngày được cấp cứu tích cực. Theo bác sĩ chính, sáng nay, bệnh nhân nhận biết được người xung quanh. Đây là một tín hiệu tích cực nhưng chưa thể đánh giá được các tổn thương sâu tiềm ẩn. Xét đánh giống bỏng điện sẽ có nguyên lý vào, ra và tổn thương sâu bên trong rất nguy hiểm. Những tổn thương ngoài da thường dễ đánh giá hơn. Bệnh viện đang liên hệ với các chuyên gia đầu ngành về bỏng tại Viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác, Hà Nội để hội trần liên viện đưa ra đánh giá cụ thể hơn. Trường hợp của chị T bỏng ra ngoài vùng mặt, cổ, ngực. Bệnh nhân đeo dây chuyền vàng tây và xét đánh bỏng in hình kim loại này trên cổ, bác sĩ chính nói. Qua trường hợp này, bác sĩ khuyến cáo những đồ dùng kim loại thường có sức hút với tia xét. Vì vậy, người dân hạn chế sử dụng trang sức, mang theo các vật dụng kim loại khi trời mưa kèm theo sấm xét để phòng xét đánh.